Trái bí trên đây nó bự chà bá luôn đó nha. Để cắt vô mới được để nó già. Cắt trái này luôn. Nó ra trái lai gai hoài. Trên đây con trái nè. Trái nhỏ. Cái hồ mình ngâm thuốc tím được ngày rồi. Bây giờ mình xả ra chà rửa sạch sẽ, cái vô nước phong tên để khoảng 3 ngày mới thả cá được. Nè cái nhà, cái hồ này bữa nay mình vô nước phong tên rồi nè, ngâm mấy bữa để cho nó hết hôi cái mùi. Với lại mình bỏ cái vi sinh vô, mới châm vi sinh vô rồi. Cái chai vi sinh đó mình châm vô cho nó có vi sinh, nước nó trong với con cá nó khỏe. Nè, vi sinh cái chai màu đen đen hoặc là chai màu trắng Nutibio gì cũng được. Này nước nó chưa trong đâu cả nhà, để 2-3 ngày gì nó mới trong. Nó còn hơi kiểu như nó hơi mờ mờ. Bây giờ có cá gì? Cá này cá gì? Chào cả nhà. À, cá ba sa mua ở trong Bách Hóa Xanh đó. Buổi chiều nó có giảm giá nhiều lắm nha nhà. Mình đi mua. À, còn cá muống này là của Sướng cho. Sướng sáng không biết đi là ở đâu đem về mấy bó luôn. À, Bách Hóa Xanh đây giống như lúc trước mình ở Nhật vậy đó. Bây giờ cái gì đó? Buổi chiều đó, cứ qua 5 giờ là người ta giảm giá, người ta đi mua rất là đông. Cái này làm được hai món á, vừa xào vừa nấu canh chua luôn. Ờ. Tại vì cũng nhiều nè. Ăn đơn giản nè. Không thì ăn không hết. Ờ. Nhờ bấy về hàng cái gì ta? Cái này nè cả nhà. Cái bệ này nè, cái mình để miếng gạch lên. Để miếng gạch lên, cái mình để cái dàn lo lên. Cái lo thì mua có 300 ngàn bạc. Nó hát cũng dữ. Nó dành nghe nhạc chơi. Mua đồ cũ nha. Đồ cũ luôn hả? Cũ, 300 ngàn. Nhờ bảy hàng mấy cái này nè. Cho nó chịu lực phụ. Phụ lại. Hàng nguyên cái dàn chân đỡ. Ở trong cũng có rồi, nhưng mà mình hàng thêm ngoài cho nó chắc. Tại còn dư sắt á. Giờ đang ướp vậy? Ướp cá không? Nè, cái hồ nãy giờ mình làm. Có oxy khỏi xèo xèo luôn. Đây, cái ngăn đầu tiên á là ngăn lọc thô. Là mình bỏ cái lưới len. Đó, cặn cá rồi nó thải ra, lọc qua cái này trước. Xong rồi cái nó qua tới bên đây. Bên đây cũng là lưới len. Ở dưới là có cái tấm vi mát. Tấm vi mát chặn ngang đây cái nữa. Rồi phía dưới nữa là hang đá nữa. Đó, rồi hai cái tấm vi mát hai bên nè. Chặn mấy cái đường nước truyền qua là lọc cặn lại. Bên kia cuối cùng là chỉ là vi mát thôi. Đó. Cái máy bơm á là nằm phía dưới đó. Cái bơm nằm tuốt dưới á. Cái bơm nó thổi ra hai luồng, một luồng oxy là phía trên. Cái luồng dưới là chỉ thổi bình thường thôi. Ở dưới là thổi nước bình thường, ở trên là thổi oxy. Còn mấy cái lỗ này nè là nó hút cặn, hút nước nó truyền qua bên cái ngăn lọc đầu tiên. Cái này khoảng 2-3 ngày nó mới thả cá được. Giờ kiếm đồ mình đậy lên, che đồ lại. Ủa, điện thoại ở đâu vậy? Dạ không biết. Cái vợ gì vậy? Không phải của người ta. Ủa dạ, bên hàng xóm à? Bên hàng xóm. Giờ nấu buổi chiều ăn cả nhà ơi. Buổi sáng mình đi ăn ké. 2-3 người kêu luôn, ăn không kịp luôn. Chua ha. Dạ. Canh chua cá ba sa cả nhà, mua siêu thị, không phải siêu thị mà Bách Hóa Xanh thì nó cũng như siêu thị mini vậy đó. Còn này là kho, này nấu canh. Thơm quá. Rồi cho nước vô luôn bây giờ. Bên này nấu canh chua tắc nha. Tại tắc chứ không mè. Nấu cho nó ấy đem hơi tắc nó bị. Nó chín nó hư hết. Bỏ vô trước một mớ. Nem coi nó vừa chưa, hai bó nữa. Thiếu chua thì bỏ nữa.
cả nhà, đổ nước cái vô. Bỏ lại tay để nó văng nha. Dạ. Hết nước nha. Chưa chồng cái gì đó. Đi tiền cái này rửa cái gì? Ừ, lâu năm chưa rửa. Kiếm mẹ gì rửa. Nhân Thành bữa nay giao bông gần nhà mình. Cho nên ghé đây làm bông luôn, bữa nay làm bông bắp. Làm bông từ trái bắp. Rồi xong rồi đem giao cho người ta. Mưa quá rồi làm bển đem qua là bị hư. Ở trển mưa lớn phải không? Ở đây mưa nhỏ. Mưa thì nhắm y như bữa đến chợ taxi vậy. Ủa, vậy là từ cái trái bắp rồi cái cắm vô trong đây là xong à? Đó bạc nữa. Ờ. À, thêm mấy cái lá này nữa. Gì vậy? Có hạt bính luôn hả? Ủa rồi lấy cái gì dễ mắt? Em có cái nút em ghi vô thôi. À là làm người ta hả? Ờ. À. Gái, tưởng cô chi không có con có thì có không? Có mà đem về ngoài rồi chị ơi. Con chưa đem về nữa, cái bọc gần lên cho con. Xong. Gắn một hàng này lên được không? Trời ơi thôi. Rồi. Một không hả? Vậy để anh nhanh cho điện cái súng vô. Giờ gắn mắt mũi vô. Cô chuẩn bị nón đi. Cái nón để gắn mũi. Ừ. Rồi con rảnh thì con vô con quay đầu chiếc xe của cô. Anh giùm con luôn đi con. Nghe gắn cái lỗ mũi lên thì nó thương nha. Vậy là bé bắp. Bé bắp bắp bé. Rồi thành phẩm quá đẹp. Này nhiêu tiền Thanh? 450. Giao tặng nơi luôn phải không? Đi ship thành phố luôn. Ủa, giờ bỏ đó ở đâu hả? À? Chi vậy? Luộc miếng kìa. À, luộc hả? Dạ. Nãy giờ biết chồng tưởng gì không? Tính đâu là cái này là cái chảo kho đó không đó. Giờ mình ăn cơm. Ăn cơm rồi xong rồi cái ăn đậu hũ hấp. Nãy mấy đứa nó mua đậu hũ vô cái mình hấp rau răm ăn. Giờ ăn cơm trước đi. Mấy đứa em nó đi giao bông hết rồi cả nhà. Giờ mình ăn cơm. Mấy đứa có mua gì ta? À, mua đậu hũ. Đậu hũ hấp rau găm. Chút xíu đi giao bông về cái mình hấp đậu hũ mình ăn sao. Giờ mình ăn cơm trước. Có hai cái trứng lộn mình bỏ vô luôn. Rồi, chuẩn bị cơm thôi cả nhà ơi. Mình thường ăn cơm cũng hơi trễ lắm cả nhà. Mấy bữa lu bu công chuyện ăn cơm hơi trễ. Bữa nào không có công chuyện thì ăn sớm chút. Cô Linh bước qua đấy cho mẹ cái cán. Ngon quá cả nhà ơi. Một dĩa rau muống luôn. Tính xào, nhưng mà xào dầu mỡ quá, ăn nó mập. Ý là ăn bình thường không là nó còn lên ký á. Cái này cá kho. Ý, ở đâu có con khô này vậy? Dạ, cũng mẹ cho. Sớm ra nước lên á. Ờ. Thường ăn mấy cái với gà, thích thích với trứng. Mà mình thường con giờ mình ăn là an toàn nhất chưa? Ở ngoài ta bán thì không có an toàn. Mà cả nhà ăn cơm nha. Rồi, mời cả nhà cơm tối với mình nha. Không mời bà cơm tối. Thường thường quay ăn cơm quay buổi trưa mà, cái này quay buổi tối. Tại quên rồi. Tại chiều rồi mình mới ăn. Không còn chỗ để ghim cái cọng dây điện đó nha. Chuyện à? Dây điện của cái ổ của em. Ủa làm gì á? Ổ điện nó lấy xuống. À, đúng rồi hả? Ừ, hết chỗ rồi. Mấy bữa giờ tôi còn mua cái ổ gì chui gì. Không có gì, cái này mình câu ra được không? Có, nó có bán cái cục gì vậy? Cái cục cắm vô mà chia ra hai ba chui lắm á. Đúng không? Mua cái đó nó tiện, mình khỏi câu tùm lum tùm la. Mua một cục đó mà nó chia ra tới mấy chui. Sướng cắm cầu. Mới cắm hả vậy Sướng? Mới cắm hả? À.
nó hồ ngon. Hớm vô thôi không gọi, giờ hâm là cái nữa nó ngon. Cơm gì? Cơm gì đây? Ăn miếng à? Cơm giấc nè. Không ăn ra ngồi chơi. Đấy. Cá chà bỏ này còn dễ nè. Này nó phân chua. Cái tắc trở thích ra vui. Lỡ tài lỡ tài. Thấy đâu mình. Con cơm chưa? Cơm với con lấy. Cảm ơn cơm. Cái chén nó rửa cho chị. Ủa sao có? Thôi cho nước. Con ngồi cái dựa mấy cái ghế. Lấy cái dựa của em rồi đi. Nào ghế nè. Để ông chồng thích ơi. Cái ghế này bể rồi con. Ừ, có tiếng lộn nè. Cổ tóc tai chó ngọn. Mới gọi đầu rồi vậy? Mới gọi đầu. Tối mà chị gọi đầu không sợ bệnh hả chị? Vậy là ngồi sớm mà. Mấy giờ nè? Dội chắc có chịu gì. Như này chụp rồi. Nào có tăng ca nha. Để ăn cái gì đứng gì. Ờ. Mấy chị về mới chị đâu. Chị chưa có về ngoại. Ngoại không khỏe không? Quá cái tổ quá. À. Có trứng lộn, có cá. Lên thấy này gấp không? Thôi rồi, khỏe rồi, gấp được. Rồi, chồng gấp được. Rồi, để đi. Nhà nhớ nhà, nhưng mà tiền lương nó nhiều, tiền lương nó cao gấp
gấp cả 5 lần này. Trời, nãy quên bỏ bông thưa đổ vô. Còn bông thưa đổ nè. Thôi, để mai đi luộc ăn luôn. Còn có mấy trộn rồi. Cái đậu hũ hấp rau găm nó rất là dễ cả nhà. Cái miếng đậu hũ mình mua ở ngoài về, ngoài chợ về nó vậy nè, mình hấp cho nóng lên, cái mình mổ ra, cho muối tiêu vô, cho rau găm vô, nặng chanh vô là xong. Đây đây này, muối tiêu. Ủa, muối tiêu nặng tắt vô hả? Thấy người ta bán á, là người ta gãi cái muối tiêu khô này lên lên trên miếng đậu hũ rồi cái tắt này nè, tắt này nè, cái mình mới nặng lên trên miếng đậu hũ sao. Rồi đậu hũ hấp nóng rồi, cái giờ mình mổ ra cho miếng muối tiêu lên, rồi cho miếng chà bông nữa phải không, rồi muối tiêu cái đó được mặn á, rồi cho miếng chà bông lên, có ớt nữa, ai ăn ớt thì bỏ vô, xong rồi nặng miếng tắc, bỏ miếng rau găm là xong, đơn giản mà ngon. Bỏ đường luôn phải không? Gì đường nữa? Không có, cái Thanh nói nè. Ờ, không, này gì là ngon rồi, bỏ đường nữa, ăn chất quá. Là ngon đó. Rồi đó, thì nào ai ăn ớt. Đó, nặng nặng tắc vô. Đây. Trời ơi, cắt mỏng đứt luôn nha bé. Cái này tắc chơi để dưới bàn không có vô dĩa rồi nhìn cho nó vệ sinh ha. Ừ. Bé Ngư này cũng được rồi. Tay vệ sinh lắm. Đây. Đây, đơn giản mà ngon cả nhà. Rồi thôi, giờ ăn thôi cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha. Ăn cơm xong rồi ăn miếng đậu hũ vô cho nó thanh đạm. Mấy bé chó của mình tối cái nó tập trung ra đây. Nó biết có đồ ăn á, nó chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô.